Dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các tỉnh thành ở vùng đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống bà con. Trước tình hình đó, sáng ngày 9 tháng 5 năm 2024, Đại đức Thích An Nguyện, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban từ thiện Xã hội Phật giáo Thủ Đức, trụ trì chùa Thiền Tôn II, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, hướng dẫn Phật tử đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn khi thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn kéo dài. Qua đó, Đại đức trụ trì chùa Thiền Tôn II đã vận động quý mạnh thường quân Phật tử hỗ trợ trao tặng 1.000 thùng nước suối tinh khiết loại 20 lít đến bà con vùng hạn mặn tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, tổng kinh phí 50 triệu đồng. Hiện không chỉ ở Tiền Giang mà các tỉnh khác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Long An, Cà Mau, Kiên Giang, nắng nóng gay gắt cùng với độ mặn tăng cao đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, nhất là với các hộ nghèo, hộ khó khăn do không đủ trang thiết bị tích trữ nước sạch. Chia sẻ với bà con vùng hạn mặn, Đại đức Thích An Nguyện cho biết. Một tháng qua, nơi các tỉnh miền Tây, trong đó có Tiền Giang, Long An, Bến Tre, bị hạn hán ngập mặn rất là nặng nề, thì tinh thần từ bi và cứu khổ của đạo Phật cũng như thể hiện đúng cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì thấy cảnh khó khăn của người dân ở miền Tây đang tình trạng thiếu nước trầm trọng, thì riêng đạo tràng chùa Thiền Tông II thành phố Thủ Đức cũng thấu hiểu lần nào sự khó khăn của bà con, thì tinh thần đó chúng tôi hôm nay cũng như quý Phật tử trong suốt hơn nửa tháng qua đã chia sẻ giọt nước yêu thương đến các tỉnh như Long An 500 khối nước, Bến Tre 500 khối nước và hôm nay là điểm cuối cùng là nơi Tiền Giang cũng 500 khối nước sử dụng. Ngoài đó hôm nay thấy cái sự trầm trọng thiếu về nước uống của bà con nơi Gò Công Đông cũng như ở cái xã Tân Điền và xã Vàm Láng, nơi mà cái xã gần biển nhất và họ thiếu nước trầm trọng. Tinh thần đó mà hôm nay chúng tôi đến đây để trao 1.000 thùng nước. Trên tinh thần tương thân tương ái, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Các hoạt động từ thiện xã hội và công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai được chùa Thiền Tôn II luôn quan tâm sâu sắc. Đại đức trưởng đoàn hy vọng bà con vượt qua được giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống. Ở Trầm Láng em thì thiếu nước từ năm vừa qua, thiếu nước rất là trầm trọng. Bà con ở đây rất là cần nước uống và nước xài. Cái đoàn thiện nguyện nước này xuống cho bà con đây rất là mừng. Vậy em thay mặt cho bà con ở đây là rất cảm ơn đoàn thiện nguyện của thầy xuống cho nước ở đây cho chúng em. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, tinh thần từ bi của người con Phật. Hành động này đã kịp thời chia sẻ một phần khó khăn đối với người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn.